Trong tháng 10 năm 2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tới 4 vụ tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ và 3 trong 4 nạn nhân đã tử vong. Thông tin này khiến người dân không khỏi hoang mang và đặt dấu hỏi về hoạt động kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý. Dù để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, nhưng người đứng đầu ngành y tế của thành phố vẫn được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ riêng vị lãnh đạo này, 50% lãnh đạo các sở ngành khác cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặc dù để xảy ra nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, thậm chí là vi phạm mà chưa được giải quyết. Điều này buộc lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thừa nhận rằng tỷ lệ trên chưa phản ánh đúng thực tế. Người ta báo cáo thôi, còn vấn đề theo tôi thấy là như vậy là cũng chưa tốt. Kẹt xe, tắc đường, người dân đi lại rất là khó khăn. Cái thứ hai vấn đề là không khí ô nhiễm. Thứ ba nữa là tình trạng ngập nước. Càng về cuối năm thì người ta càng muốn cái thành tích của người ta đạt. Dù chưa công bố kết quả đánh giá xếp loại đối với lãnh đạo các sở ban ngành, chính quyền cơ sở ở Đà Nẵng, song người dân thành phố cũng cho rằng nếu tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quá cao thì khó có thể chấp nhận. Bởi lẽ trong năm nay vẫn xảy ra hàng loạt vấn đề gây bức xúc như ô nhiễm môi trường, nước thải tràn ra biển, nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép xảy ra tràn lan, có công trình xây dựng không phép cả 9 tầng. Cái hoàn thành và hoàn thành tốt thì nó đúng hơn về cái bản chất. Còn nếu mà xuất sắc á, thì rõ ràng thì nó phải có những cái tiêu chí nó cao hơn. Năm 21, 25 này, năm 20 chuẩn bị này, thì tôi đề nghị làm rõ phân cấp phân quyền. Cái này nó rõ lắm, bây giờ cái nào cũng đùn đãi cũng chỉ trách nhiệm hết. Bệnh thành tích đã tồn tại từ lâu, diễn ra ở nhiều địa phương, bộ ngành, đơn vị. Tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ năm nào cũng chỉ chiếm trên dưới 1%, còn lại là hoàn thành tốt và xuất sắc, rất ít hoàn thành. Trong khi đó, rất nhiều cán bộ vi phạm để xảy ra sai phạm và bức xúc trong nhân dân. Chúng ta có những cái phong trào thi đua nó mang tính hình thức và không cần thiết. Ví dụ như số điểm cao hoặc là thành tích lên lớp, cái thứ hai là từ mỗi con người mình, đó chính là thiếu trung thực. Anh muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nhiệm vụ của anh phải được xã hội, được cán bộ, được công chức, được người dân người ta thừa nhận. Công chức nhà nước của chúng ta bây giờ cải cách hành chính mà để cho dân kêu nhiều, vướng mắc nhiều, doanh nghiệp, tổ chức, người lao động kêu ca thì làm sao chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ. Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức không chỉ là thước đo để bình bầu, thi đua danh hiệu hàng năm, mà còn là căn cứ để xét duyệt nâng lương, đưa vào quy hoạch. Có lẽ vì thế mà bộ phận không nhỏ cán bộ vẫn chạy theo thành tích. Kết quả đánh giá không đúng thực tế cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.